Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video hôm nay thì mình xin chia sẻ một món lộm ăn giải ngán rất là tốt cho ngày Tết. Thì những nguyên liệu mình có chuẩn bị ở đây gồm có 3 trái dưa chuột, 5 trái tắc, 1 củ cà rốt, 1 ít rau mùi. Tỏi và ớt mình đã băm nhỏ ra. 1 thìa canh nước mắm. g giò lụa, tương ớt, 2 thìa canh đường, 1 phần nguyên liệu đã xong thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình thái nhỏ tất cả những cái nguyên liệu này ra. Giò thì này thì mình sẽ thái mỏng khoảng 1 đến 1,5 cm. Sau đó thì mình sẽ dùng con dao sóng mình cắt sợi để tạo những cái đường sóng cho nó đẹp. Cà rốt mình cũng thái mỏng ra, sau đó mình cắt sợi. Dưa chuột thì mình thái nát mỏng. Quất này thì mình cắt bỏ cái phần vỏ, sau đó mình vắt lấy phần nước cốt. Và tiếp theo đó thì sẽ chuẩn bị một cái xoong nước để mình trần cà rốt và dưa chuột. Khi nước sôi thì mình sẽ cho vào đây một chút muối và một thìa cà phê đường. Sau đó mình cho cà rốt và mình trần trong vòng 1 phút. Và vớt ra ngâm vào bát nước đá để giữ cho cái cà rốt của mình nó được giòn. Và dưa chuột thì mình cũng làm như vậy. Bây giờ thì mình sẽ mình pha nước mắm để mình trộn gỏi. Chỗ này mình có 1 thìa canh nước mắm này. Mình sẽ cho vào đây hết cái chỗ quất vắt này. Chỗ này nước quất này khoảng 1 thìa và 2 thìa đường. Một thìa nước lọc. Nước này nước đun sôi để nguội nha các bạn. Và cho hết cái chỗ tỏi ớt đã băm vào, sau đó thì trộn
trộn đều lên để cho đường nó tan ra. Trộn xong thì mình sẽ cho vào đây 1/2 thìa tương ớt. Cái phần nước sốt là mình đã pha xong, bây giờ thì mình cho hết những cái nguyên liệu này vào một cái tô, sau đó thì mình dưới cái nước mắm này lên và mình trộn đều. Khi trộn thì mình cho thêm vào đây một ít rau mùi để cho nó tạo cái mùi thơm. Nếu các bạn thích ăn thêm đậu phộng thì các bạn có thể cho thêm đậu phộng nhé. Như vậy là cái món lộn giò chua ngọt của mình đã hoàn thành. Rất là ngon luôn các bạn. Nguyên liệu thì đơn giản, rất là dễ làm và làm lại rất là nhanh nữa. Mình chúc các bạn sẽ làm thành công cái món mình chia sẻ nhé, để thưởng thức trong dịp Tết. Mình hẹn và gặp lại các bạn ở video sau.